Đối với những cái loại cột mà 60 đến 80 vuông tròn này này thì là vừa là số lượng người sử dụng ít, vừa là giá nó lại cao. Thế vậy nên là bên em cho khách hàng thuê nhá, cho khách hàng thuê khuôn từ 60 đến 80. Còn khuôn dưới thì đa số là khách hàng họ giá nó hợp lý thì họ cũng mua trực tiếp luôn. Thế vậy nên là các bác thợ hoặc là chủ nhà nhá, có nhu cầu thuê cột vuông, cột tròn nhá, từ 60 đến 80 nhá, là bên em sẽ cung cấp khuôn và gửi khuôn. Với các bác ở xa ấy, thì bên em sẽ gửi khuôn đến, các bác nhận được khuôn thì các bác sử dụng đây ạ. Các loại khuôn tròn, vuông, thì đối với khuôn cột tròn 80 này thì đều có rãnh nhá, đều có rãnh đây. Thì em sẽ đi lại gần để cho các bác xem. Và đối với những cái khuôn 80 vuông tròn này, đây nó rất là to. Đây ạ. Cột này rất là to nhá, thì có chỉ rãnh. Đây ạ, bên em sẽ cho thuê nhá. Cột này thì chân với đầu là như nhau. Đây ạ, đây nhá, đầu ở trên này. Đấy, như nhau. Đấy, các phần rãnh nhá. Đấy, cái rãnh này chúng ta phải tạo bằng tay thì nó hơi khó, vì là để tạo cho nó thẳng cái phần rãnh này thì nó hơi khó một chút. Đấy. Thế này bên em cho thuê. Vì là khuôn này nó cũng nhỡ cỡ, khách hàng cũng 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 ít người sử dụng, vậy nên là sẽ cho thuê cột 80, từ 60 đến 80. Đây là cột 80 này. Đấy, còn đây là cột vuông. Đây là cột vuông 80 này. Còn bên kia là cột tròn 60. Riêng cột tròn 60 thì nó có hoa văn ở trên. Đấy, nhưng mà tròn 80 thì nó không có đầu chân bằng nhau. Thì nó là cái cột này đây. Đấy, 80 thì đầu và chân bằng nhau nhé. Đấy là cột tròn 80. Đấy, thế còn vuông 80 đây. Vuông 80 thì là vuông đét. Phần trên đây các bác nhá. Đấy, như tay em hiện chỉ đây là phần trên là răng cưa. Phần bên dưới là huỳnh. Đấy, có huỳnh nhá, nhìn này. Bên ngoài khuôn thì bên trong nó sẽ đấy. Thì phần lồi, phần chỉ này sẽ lồi ra này. Đấy, để em sẽ quay lại gần cho các bác xem nhé. Phần giữa này nó không có hoa văn. Còn đây là có chỉ lồi này. Đấy, đây là phần lõm. Phần này lõm vào. Phần này chỉ lồi ra. Đấy, để em sẽ đứng xa ra cho mọi người nhìn. Đấy. Cột vuông 80. Đấy, rất là to. Đấy, cột này thì các bác hãy kết nối nhé. Vì em sẽ cho các khách hàng thuê. Đấy, khuôn từ 60 đến 80 các bác thuê thoải mái. Thế còn dưới 60 là 50, 40 thì giá nó hợp lý thì quý hàng có thể sử dụng mua trực tiếp. Đấy, mua trực tiếp cũng hoặc là thuê cũng được. Bên em cũng có thể cung cấp và thuê cho khách hàng nhé. Đấy, hãy kết nối nhé để bên em sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu cho quý hàng. Thế thì nhà số lượng nhà mà làm cột to ấy thì nó ít. Thực ra thì nếu mà cột cổng á, mà các bác có diện tích á, mà các bác đổ được cột 80 này thì nó rất là lâu lỗi mốt. Đấy. Thực ra thì 80 này thì cũng hết nhiều bê tông phết đấy. Thế nhưng mà chúng ta đổ bê tông này thì không phải gì nữa cả, không phải xây chát nữa thì cột này thì cực kỳ là khỏe. Đấy. Hãy kết nối nhé, bên em sẽ phục vụ theo yêu cầu cho khách hàng.